Hai Giang chào mọi người nha. Hôm nay thì Giang sẽ làm cái món là cá sa pa nướng với bạc nha. Ở đây là cái phần la ghim mà để mình ốp để nướng cá sa pa nướng với bạc á. Ở đây Giang có là tiêu xanh nè, cà rốt nè, ớt, hành tây, gốc hành và lá quế nha. Ở đây thì Giang sẽ đem ốp phần gia vị nhé mọi người. Dầu hào Maggi thì Giang sẽ cho là 1 muỗng, đường thì Giang sẽ cho là nửa muỗng, bột ngọt thì Giang sẽ cho là yếu hơn nửa muỗng nha mọi người. Tiếp nữa là cà ri nha, cà ri thì Giang cho 1 ít, như vậy là được. Xíu nữa thì Giang sẽ cho là dầu ăn nha mọi người, dầu ăn Giang cũng cho 1 ít dầu ăn để tạo độ bóng cho con cá nha. Xong rồi Giang sẽ đổ hết cái phần la ghim vô đây, mình sẽ trộn đều lên nha. Nói chung á là cái cá sa pa nướng với bạc này có rất là nhiều cách của những bạn đầu bếp ốp nướng, nhưng mà ngày hôm nay thì Giang sẽ làm theo cách của Giang nha. Với cái kinh nghiệm mà làm bếp cũng nhiều năm á, Giang sẽ làm theo cách của Giang. Thì Giang hôm nay Giang sẽ chia sẻ đến cho mọi người mình cách làm luôn. Còn ở đây là cái phần giấy bạc nha mọi người. Giấy bạc thì Giang sẽ xé một tầm độ miếng giấy bạc, Giang xé tầm độ 3 gang á mọi người, 3 gang tay của mình á. Giấy bạc này là mình sử dụng cái loại giấy bạc dày nha. Còn cá sa pa thì hồi nãy là đồng nghiệp của Giang nó làm nó sạch sẽ rồi, nó bỏ vô cái lò vi sóng nó bắn cho nó chín tầm độ khoảng 60% rồi. Đó, còn cái phần la ghim ở cách ốp á, thì Giang sẽ trải ở dưới giấy bạc một lớp, xong rồi Giang sẽ để con cá chứ lên nha. Rồi tiếp tục nữa Giang sẽ bỏ cái phần gia vị còn lại lên con cá luôn nha. Nói chung mình có một phải có một lớp ở dưới phần con cá đó, xong rồi mình sẽ còn một ít nữa mình sẽ để lên trên phần hết phần con cá luôn đó. Mọi người làm y như vậy là được nha. Xong rồi Giang sẽ quấn lại hình cái gối nha mọi người, hình cái gối ôm á. Nói chung á, làm video á, thì Giang nói chuyện nhiều khi nó cũng hay bị dấp lẻo từ này qua từ kia, nên là mọi người nghe cũng có thông cảm cho Giang nha. Với lại video đây là Giang sẽ ghi lâm và lồng tiếng nha mọi người, Giang sẽ lồng tiếng. Tại vì ở trong bếp á, đồng nghiệp của Giang nó mở nhạc á, nên á, là không có nói trực tiếp được, nên là mọi người cũng thông cảm nha. Bây giờ Giang sẽ quấn con cá lại hình hình cái gối nha mọi người, giống như cái gối ôm của mình vậy á. Thì có nhiều cách ship, mọi người ship hình vuông cũng được, mà mình ship cái hình cái gối như vậy cũng được nè, hình cục kẹo giống như cục kẹo vậy á mọi người. Nó nôm na là nó như vậy á. Mình ship như vậy thì nó sẽ nướng nó sẽ dễ hơn thôi, nó đơn giản thôi. Bây giờ Giang sẽ nướng nha. Nướng ở đây thì mình một là mình để trực tiếp lên trên than luôn. Nếu mà than mà cái lượng lửa mà lớn á, lượng than lớn á, thì mình để lên dĩ, còn mà than yếu quá mình để trực tiếp con cá xuống cục than luôn. Còn ở đây là cái phần rau sống mà để quấn bánh tráng, dưa leo thì rau sống thì mọi người thích ăn gì thì mọi người chuẩn bị rau nấy thôi. Đây là cái nước mắm nêm nha mọi người, nước mắm nêm. Thì hôm bữa Giang có video hướng dẫn nước mắm nêm rồi. Đó, bây giờ nướng một bên mọi người nướng tầm độ 6 phút, trở mặt qua lại là tầm độ 12 phút là sẽ chín con cá nha. Nói chung là cá nướng với bạc thì nó sẽ không có khô nha mọi người, nó còn hơi ướt nha. Đó, cái nguyên lý của nói chung là cái cá nướng giấy bạc á, là nó nguyên liệu của nó là ướt ướt nha mọi người. Đó, nó ướt như vậy nè. Đồng nghiệp của Giang phục vụ nó cắt ra như vậy nè, xong mình ăn rồi mình gấp ra. Khi nào mọi người mà nướng á, cảm thấy nó bốc cái mùi thơm của lá quế á, Cắt lộn thì rồi, nó lật ngược cái rồi, này đồng nghiệp mỡ của rồi. Giang nó cắt ngược cá phải lật về về bên kia là thấy ok hơn nha. Đó, khi nào mọi người nướng mà nó bốc lên cái mùi thơm của lá quế ra ngoài á thì là con cá nó chuẩn bị chín là ngon rồi đó nha mọi người. Đó, bây giờ đồng nghiệp của Giang cắt ra và bưng ra cho khách hàng luôn. Thôi Giang cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này với Giang nha. Chúc mọi người thành công. Mọi người yêu thích những cái video nấu ăn của Giang thì cho Giang xin một đăng ký kênh và một like nhé mọi người. Cá sa pa nướng với bạc, chấm mắm nêm, cuốn bánh tráng với rau sống nha.